Quán em tuy là một quán cà phê nhỏ nhưng mà cà phê của em rất là ngon. Nếu mà chị mua cà phê bên em ấy mà đi tặng cho khách hàng thì em phải nói thật với chị là quá ok luôn đấy ạ. Chị cứ tin tưởng bên em. Này, đồ lừa gạt này, tại sao cậu lại dám đi lừa gạt tình cảm người khác? Cậu là cái đồ sở khanh à? Bé tí nó còn nít con nôi còn đòi đua đòi. Đi đi chị ạ, nó lừa đấy. Chị ơi, mình còn chưa bàn xong ạ. Chị ơi, hai chị là ai đấy? Chị có biết là chị vừa bày trò gì không? Này, mày đánh nhầm người rồi đấy. Bạn trai tao ở quán bên cạnh, không phải quán này. Cái gì? Nhầm người á? Ừ, thì tao đã kịp nói gì đâu. Mày đã chạy đến xông thẳng vào đây, tát vào mặt người ta một cái. Tao chạy theo cản không kịp luôn đấy. Tôi xin lỗi nhá. Có chút hiểu nhầm ở đây. Chắc là cậu sẽ không để bụng đâu nhở? Này, nhìn chị cũng là người có tuổi rồi đấy, thế mà tại sao chị lại cư xử kiểu như thế? Gì? Sao cậu lại gọi tôi là người có tuổi? Tôi không đáng tuổi để đến mức cậu gọi như thế đâu. Ừ, chưa có tuổi nhưng mà cũng được gọi là bà cô già hậu đậu rồi đấy. Cậu gì mà cậu? Chị biết là chị vừa làm lỡ dở chuyện kinh doanh của tôi không? Ôi, sáng sớm thì ra đã gặp ngay hai bà cô già đến để phá đám rồi. Này, tôi cấm cậu gọi tôi là bà cô già nhá. Ok, tôi sai. Tôi sẽ bồi thường tiền cho cậu, được chưa? Này, cầm lấy đi. Trên cái đời này, tôi ghét nhất là những ai ỷ mình có tiền mà đi xem thường người khác. Chị cầm lấy cái tiền của mình rồi rời khỏi quán của tôi ngay lập tức. Sao? Cậu chơi tiền à? Đúng là tôi không nhiều tiền mà các người rồi. Nhưng mà chị cầm lấy cái tiền của chị về cho mấy cái thằng tích lại máy bay đến chiều chúng nó. Này, đứng lại. Thôi, càng nói càng quê thêm đấy. Mày thấy có tức không? Được rồi, là tại tao không nói rõ được chưa? Bây giờ đi về nhà đã. Đi. Này, tự nhiên mày gọi tao sang đây để ngồi nhìn mày im lặng đấy à? Tao đang nghĩ đến cậu thanh niên ở quán cà phê ấy. Tự nhiên lại nghĩ đến cậu ta làm gì? Không phải là mày ghét cậu ta lắm à? Thì cũng có ghét, vì cậu ta dám gọi tao là bà cô già. Nhưng mà tao cũng thấy hơi áy náy vì đã tát nhầm người. Mà hơn nữa, tao lại còn làm hỏng chuyện kinh doanh của cậu ta nữa. Không phải là lần đấy mày rất hùng hổ hay sao? Sao tự nhiên bây giờ lại ngại? Thì đấy, hai ngày nay tao có đi qua quán đấy, nhưng mà quán vắng khách lắm mày ạ. Kinh doanh kiểu đấy sẽ không ổn đâu. Mày đi hơi xa rồi đấy. Tự nhiên không đâu lại nghĩ đến chuyện kinh doanh của người ta làm gì. Nhưng mà tao muốn tìm cách gì đó để giúp cậu ta. Nếu không thì tao sẽ áy náy không yên mất. Giúp á? Thế giúp bằng cách nào? Chả nhẽ đến đấy để ủng hộ cà phê mỗi ngày à? Tao cũng chưa biết là giúp bằng cách nào nữa. Nhưng mà mày cứ đi cùng tao đi, đến đấy xem như thế nào. Mày quyết tâm thật đấy à? Tao thật lòng muốn giúp mà. Mày đi với tao nhá. Mày khó hiểu thế. Đi, đi với tao. Cho tôi hai cốc cà phê với. Này, tôi nhận ra hai chị rồi đấy nhá. Lại định đến đây để phá quán tôi đấy à? Tôi đến uống cà phê mà. Chúng tôi cũng là khách chứ bộ. Tôi có nguyên tắc của tôi, không phải là khách nào tôi cũng tiếp. Này, có cần thiết phải lên mặt như thế không? Chúng tôi thấy là quán của cậu nghe nói là có một cách pha cà phê lạ, nên là chúng tôi muốn thử. Cậu là đàn ông có cần phải chấp nhận như thế không? Thôi, dù sao thì cả hai bên đều cùng có lợi mà. Cậu thì bán được cà phê, còn bọn tôi thì có cà phê ngon để uống. Thế đi, hôm nay tôi sẽ cho hai bà chị thưởng thức thử cái cà phê ở quán tôi. Đợi một tí. Đây, mời hai bà chị già thưởng thức. Này, tôi nghĩ là cái quán này vắng khách chắc là do cái cách xưng hô của cậu đấy. Tùy từng khách, tôi sẽ có cách gọi khác nhau.
cũng ngon đấy chứ. Ừ, cũng là cà phê mà tao thấy vị nó lạ lắm nhá. Ừ, nhưng mà ngon như thế này sao quán lại vắng khách nhỉ? Tao nghĩ chắc là do quán này chưa được nhiều người biết đến đấy. Này, 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 chị làm trò gì đấy? Chị lại định dùng chiêu trò để phá đám quán tôi đấy ạ. Cái đồ con nít con nôi này, tôi thèm mà phá quán cậu làm gì? Tôi vừa nhìn thấy chị lén lén lút lút chụp ảnh quán tôi xong. Quán tôi chưa đủ ế sao mà lại chị định bêu rèo quán tôi đấy ạ? Thôi, cậu hiểu lầm rồi đấy. Nó ngại chuyện hôm trước cho nên muốn giúp cậu quảng cáo quán cà phê đấy. Facebook của nó ấy có rất nhiều lượt theo dõi cho nên có thể giúp cậu được. Đúng là cái đồ con nít con nôi, bà trẻ con thì lại không chịu. Tôi trách nhầm chị ạ. Thế cho tôi xin lỗi nhé. Hỏi cần xin lỗi, tôi không chấp trẻ con đâu. Ok rồi đấy, tôi đảm bảo là quán của cậu chắc chắn sẽ đông khách thôi. Thật á? Thì cảm ơn chị nhé. Không thể nào mà trụ thêm được. Em ơi, cho anh hai đèn đá nhá. Ơ, có ngay đấy, anh chị cứ ngồi đây ạ. Vâng, 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 đây, đây, có ngay đấy ạ. Em ơi, cho anh cốc cà phê đây em. Làm luôn đấy ạ. Thế nào rồi, có cần tôi giúp một tay không? Ui, tốt quá, có chứ. Nào, vào, vào, vào giúp em một tay, đang không biết làm nào để mà đưa kịp đồ cho khách này. Thế thì bắt tay vào làm luôn đi còn gì nữa. Bán hàng ấy, nhất định là phải chiều lòng khách, thế thì mới đông khách được. Ok, nhất định em sẽ trụ vững cái quán này đến cuối cùng. Ra cà phê trứng không bị phát triển. Hello, chuẩn bị mở quán à? Sớm đấy. Mấy hôm nay quán đông khách quá, cho nên là tôi phải chuẩn bị kỹ luôn từ sớm. Vâng, cảm ơn chị nha. Không có chị giúp thì đúng là một mình tôi không biết xoay như nào. Chị làm sao ấy? Mệt à? À, không. Tự dưng tôi có chuyện cần nghĩ thôi mà. Này, cậu ăn cơm đi. Tôi biết là dạo này quán đông khách, cậu không có thời gian để ăn cơm đúng không? Mấy hôm nay chị cũng giúp tôi này, tôi cũng thấy ngại rồi. Lại còn mua đồ ăn đến đây nữa. Cậu ăn đi. Mấy hôm nay chị giúp đỡ tôi nhiều rồi, chắc là cũng mệt lắm đúng không? Tính ra tôi mà có chị gái ruột như thế này thích biết mấy. Tôi có việc gấp phải đi rồi. Khi khác tôi đến nhé. Chị của nó nữa. Kể cũng đúng thôi, ai bảo tao lớn tuổi hơn Hải. Nhưng mà tao thích Hải vì cậu ấy là người có chí tiến thủ. Hơn nữa, ở bên cạnh cậu ấy tao thấy rất vui và ấm áp. Thế thì mày phải tỏ tình đi chứ còn gì nữa. Chủ động lên, mình đâu có còn nhỏ nữa mà phải ngại. Thôi, mày hâm à. Tao lớn hơn Hải tận 5 tuổi, tao cũng ngại nói lắm. Nhưng mà mày cũng phải nghĩ tích cực lên chứ. Trong tình yêu thì làm gì phân biệt tuổi tác đâu. Mày cứ nhìn tao đây này. Yêu toàn mấy anh bằng tuổi cả lớn tuổi hơn. Kết quả thì thế nào? Toàn bị cắm sừng thôi. Nhưng mà tao sợ là khi nói ra tình cảm của mình rồi thì sẽ mất luôn cả tình bạn ấy. Hải vẫn coi tao là chị mà. Thì đấy là do mày không thể hiện tình cảm thôi. Mày phải quyết liệt lên chứ. Chị Linh ơi, tôi quen chị cũng được một thời gian rồi, nhưng mà chưa bao giờ thấy chị nhắc về gia đình cả. Tôi sống cùng với anh trai, bố mẹ của tôi thì cũng đã mất rồi. Anh trai tôi thì nghiêm khắc lắm, nhưng mà được cái rất chiều tôi. À, Hải này, hôm nay tôi có hai cái vé đi xem phim, cậu đi xem chung với tôi nhé. Ừ, cũng được. Thế để đóng cửa quán cho sớm sớm xong rồi đi luôn nhé. Ok. À,
xong đi ăn đi, tôi mời. Ok. Em đã chịu về nhà chưa Linh? Anh Dương. Xin chào, cậu là cậu Hải. Cậu cũng biết tìm chỗ để bám víu đấy. Tôi nghe nói là thời buổi này thanh niên rất thích tán tỉnh, theo đuổi những người phụ nữ hơn tuổi. Hóa ra đó lại là sự thật. Anh Dương, có chuyện gì về nhà mình nói sau đi. Cậu đừng bám theo em gái tôi nữa. Cậu và nó không cùng đẳng cấp. Anh Dương, anh đang nói cái gì vậy? Còn cả em nữa, tự xem lại bản thân mình đi. Lôi thôi lộn thuộn, không ra một cái gì cả. Theo anh đi về. Linh, anh quyết định rồi. Em sẽ phải đi du học ở nước ngoài. Em không đi đâu cả. Em chỉ ở Việt Nam thôi. Anh đừng có ép em. Bên gì? Ở lại Việt Nam để tiếp tục qua lại với thằng ấy à? Anh không muốn em quen với những hạng người không xứng tầm. Như thế nào là không xứng tầm? Anh đừng có cái tư tưởng khinh người như thế nhá. Anh không khinh ai cả. Nhưng anh không muốn em gái anh phải đi theo một người không có tương lai. Sao lại không có tương lai? Hải là chủ một quán cà phê mà. Cái quán cà phê nhỏ mà em nói à? Đừng tưởng là anh không biết. Em kêu gọi bạn bè đến để ủng hộ cho cậu ta. Cậu ta không đủ sức để lo cho em đâu. Đấy là việc của em. Em tự lo được. Em lớn rồi chứ không phải trẻ con đâu mà anh cứ quản em. Đúng, em lớn rồi. Nhưng mà em mãi mãi chỉ là em gái nhỏ của anh thôi. Nếu như anh muốn tốt cho em ý, thì anh phải để cho em tự quyết định cuộc sống của mình chứ. Linh, Hải nó chỉ bằng tuổi em trai của em thôi đấy. Em mặc kệ. Miễn sao em thấy vui, thấy hạnh phúc thì ở bên cậu ấy là được rồi. Tại sao anh nói mãi mà em không hiểu thế nhỉ? Anh mới là người đang không hiểu em đấy. Em muốn làm tất cả mọi thứ để bảo vệ tình yêu của mình. Hải, có chuyện gì vậy? Chị vừa lòng chưa? Tất cả là tại chị đấy. Nhưng mà rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy? Ai đã đập phá đấy? Từ nay chị đừng mơ đến tìm tôi nữa. Tôi với chị ở hai cái cực khác nhau. Bây giờ bắn tôi đi phá cái chị đã vừa lòng chị chưa? Không phải là anh Dương đã làm ra chuyện này không? Ai làm thì cũng thế thôi. Từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy mặt chị nữa. Quán của tôi bị phá rồi. Chị phải đợi đến khi nào tôi không còn vốn làm ăn cho chị mới vừa lòng đúng không? Từ nay đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Anh Dương, tại sao anh lại khóa thẻ của em? Anh chỉ làm những việc nên làm. Nếu như anh không khóa thẻ, em đã đi rút hết tiền và đưa cho tên ý rồi. Có phải anh cho người đến phá quán của Hải đúng không? Cậu ta xứng đáng phải nhận được một bài học. Còn em, đừng mơ đến việc lấy tiền của nhà này đem cho cậu ta nữa. Em không cần tiền của anh. Em có thể tự làm ra tiền. Em chắc chắn sẽ làm mọi cách để bảo vệ người yêu mình. Em... còn bé này. Mọi người ơi, mọi người vào chọn đi nhá. Toàn túi xinh, túi xịn, túi đẹp đấy ạ. Các chị em mau vào săn đi ạ, em để giá rẻ cho. Các chị em mại dô nhá. Đây. Úi dồi ôi, toàn túi đẹp thôi, túi xịn lắm luôn đấy ạ. Các chị xem nhá. Đẹp không ạ? Với số tiền này, nhất định là mình sẽ giúp đỡ được Hải. Sao lại không nghe máy nhở?
Nó đi đâu thì cũng phải nói cho người ta một tiếng chứ. Đã 5 năm rồi. Quán thì vẫn như vậy. Người vẫn chưa quay về nữa. Dù có đợi đến già thì mình cũng nhất định sẽ đợi. Cho tôi một cốc cà phê do chính tay cô chủ làm. Sao đến bây giờ cậu mới quay trở về? Đến cả ngay một lời từ biệt cũng không nói nữa. Đi tìm tương lai để mà lo cho người mình yêu sau này. Tôi đã nói rồi, tôi không muốn cậu tiếp tục qua lại với Linh nữa. Cậu và em gái tôi không cùng đẳng cấp. Em yêu chị Linh là thật lòng ạ. Là thứ tình cảm chị em à? Không phải. Ban đầu em cũng nghĩ như anh, nhưng mà sau đấy em xác định là em yêu chị Linh thật lòng rồi. Đó chỉ là thứ tình cảm nhất thời thôi. Rồi cậu sẽ dần chán cái Linh vì quá cách xa độ tuổi. Anh đang đánh giá em thấp quá rồi đấy. Nhưng mà tôi chưa tìm được một lý do gì khiến cho mình tin cậu. Tôi không muốn em gái tôi phải chịu khổ. Hơn nữa, cậu thử nhìn lại mình đi. Cậu chỉ là một kẻ tay trắng, đến quán cà phê còn không lo nổi thì lấy gì lo cho cái Linh cơ chứ. Cậu cố gắng đeo bám lấy nó, chỉ làm nó khổ thêm thôi. Nhận lấy số tiền này rồi rời xa em gái tôi đi. Anh nghĩ là em yêu Linh vì tiền. Anh đã xem thường em quá rồi đấy. Được thôi, ra giá đi. Cần bao nhiêu tiền thì cậu mới chịu rời khỏi em gái tôi. Anh không cần phải dùng tiền để uy hiếp em đâu. Em yêu Linh, và tất nhiên em cũng không muốn Linh phải khổ. Thế cho nên là em sẽ rời bỏ Linh. Và cậu không cần tiền nữa. Vâng ạ. Tốt. Tôi khá bất ngờ với cậu đấy. Vì cậu yêu con gái tôi thật lòng. Vậy nên tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Tôi sẽ cho cậu đi du học và lập nghiệp. Khi nào có sự nghiệp ở trong tay thì hăng tính đến chuyện đến với người mình yêu. Anh tạo điều kiện cho em ấy ạ? Đúng vậy, cậu sẽ phải cố gắng rất nhiều đấy. Đừng làm tôi thất vọng. Em cảm ơn anh ạ, em nhất định sẽ không làm anh thất vọng đâu ạ. Được rồi, cố gắng lên. Hiện tại anh đang là ông chủ giám đốc công ty kinh doanh cà phê. Tuy nó chỉ là một công ty nhỏ, nhưng mà cũng đủ để cho anh cuộc sống đầy đủ. Nhưng anh ở nước ngoài, anh đã nhớ em rất rất là nhiều. Nghĩ về tương lai hai đứa có một cuộc sống đầy đủ, cho nên anh rất cố gắng. Cậu đây, sao không nói một tiếng? Vẫn gọi là cậu được. Anh Hải. Anh Hải.
Em đồng ý làm vợ anh nhá. Anh hứa nhất định sẽ cho em một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc nhất.